Dạ, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng di động Thành Phú nha. Trưa hôm nay em sẽ lên nhanh một cái video nữa để giới thiệu thêm những cái dòng máy bên em vừa về, cũng như là những cái chương trình mà tiếp nối vào cái video của ngày hôm qua ha. Đầu tiên thì em xin nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em. Bên em là cửa hàng Thành Phú, chuyên điện thoại giá rẻ và link phụ kiện nha. Facebook, YouTube cũng như trên nền tảng TikTok bên em thì sử dụng với tên là di động Thành Phú nha. Số điện thoại liên hệ mua hàng bên em đó là 0971172105. Quý khách hàng có thể xem lại những video cũng như là những chương trình giới thiệu hàng hóa bằng cách mình vào ứng dụng YouTube gõ giúp em chữ di động Thành Phú, hoặc là trên nền tảng Facebook mình gõ chữ di động Thành Phú nha, là sẽ có thấy được những cái video giới thiệu những dòng sản phẩm bên cửa hàng bên em. Chế độ bảo hành hàng hóa bên em khi bán ra thì sẽ là một đổi một trong vòng 3 tháng, tức là máy lỗi là bên em sẽ đổi chứ không có thay sửa nha. Lỗi là sẽ được đổi hoàn toàn, trừ khi mà bên em không bảo hành là rơi vỏ và rớt nước thôi, còn lại bên em sẽ bảo hành hết. Phần mềm thì bên em sẽ bảo hành là trọn đời máy, và bên em có gửi hàng toàn quốc với 40.000 tiền phí vận chuyển nha. Nếu như quý khách hàng tin tưởng chuyển khoản trước thì bên em sẽ miễn phí vận chuyển, còn nếu như mình gửi cọc 50.000 hoặc 100.000 để nhận hàng và thanh toán ấy, thì phí vận chuyển bên em thì đồng giá sẽ là 40.000 cho một đơn hàng trên 500.000 và 30.000 cho một đơn hàng dưới 500.000 nha. Thì cái hình thức này thì bên em cũng đã báo rất là nhiều rồi, cũng có để trong cái phần mô tả video thì quý khách hàng có thể xem lại ha. Bây giờ mình sẽ vào luôn những dòng sản phẩm của ngày hôm nay nha. Sản phẩm đầu tiên thì mình sẽ đến với một cái dòng Realme nha mọi người nha. Như cách đây khoảng tầm 3 ngày hôm trước thì em có về được một cái dòng Realme 10 Pro ấy. Thì Realme 10 Pro được bản vừa rồi ấy, thì nó sẽ về được cái bản Coca-Cola, tức là cái bản đặc biệt Coca-Cola. Như đợt đó em có báo là em sẽ về thêm được những cái bản màu của nó nữa, thì ở đây thì nó sẽ về thêm được cái bản màu trắng đây nha mọi người nha. Cái màu này là gọi là cái màu 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 đa sắc đó mọi người, nó ngã như là màu đa sắc. Thì những cái dòng này á thì nó bên em chỉ có về hai mã màu thôi, một là phiên bản đặc biệt thì nó sẽ là cái bản Coca-Cola, còn hai nữa là sẽ là phiên bản này. Thì tất cả thì cấu hình của nó sẽ giống nhau, nhưng mà cái phiên bản Coca-Cola như cách đây 3 ngày trước á, thì nó là cái phiên bản đặc biệt, cái giá thành của nó sẽ cao hơn những con này, là 130 ngàn đấy. Thì nó đợt trước nữa thì nó sẽ không không có được cái bản này, nhưng mà đợt này thì nó, bên em đã về được cái bản màu đa sắc này rồi. Bản này thì có rất là nhiều chị em phụ nữ cũng như là những khách hàng mà không có thích màu chói chang ấy, tức là không thích màu nổi giống như bản Coca-Cola, chọn những cái bản này thì cũng yêu cầu bên em khá là nhiều. Thì như đã hứa thì bên em ngày hôm nay đã về được cái mặt hàng này rồi. Bản này thì nó cũng sử dụng chung tất cả full box như là bản Coca-Cola giống như trên tay em đây. Bên trong đầu tiên sẽ còn mỗi một chiếc ốp lưng. Thì thực chất dòng này bên em về rất là ít, cho nên là cái bản ốp lưng này á thì em chỉ tặng cái phiên bản nó là tương đồng thôi, chứ không phải là ốp lưng của nó nha. Phiên bản nó là tương đồng đấy, tức là nó vẫn sử dụng chung. Đây mình sẽ bỏ vào nè, nhưng mà mọi người thấy là nó sẽ dư cái hai cái phím bấm ở đây nha, nó sẽ dư hai cái phím bấm ở đây, còn lại sử dụng chung bình thường hết nha mọi người nha. Đấy, sử dụng chung cho tất tần tật, sử dụng chung hết đấy. Cho nên là có nhiều khách hàng hỏi như cái bản Coca-Cola đặc biệt được vừa rồi thì có nhiều khách hàng hỏi là tại sao cái ốp lưng của nó lại dư hai cái nút á, thì ở đây cũng giải thích luôn rồi ha. Đây là cái bản đặc biệt nha mọi người, với mức giá sẽ là 3 triệu 6, còn những bản này á, thì nó chỉ có là 3 triệu 470 ngàn thôi nha mọi người nha. 3 triệu 470 ngàn, tức là nó sẽ rẻ hơn 130 ngàn. Còn phụ kiện thì sẽ là như nhau, bên trong thì đầu tiên nó sẽ gồm có một cáp sạc nè, wireless sim nè, kèm theo là một cốc sạc 33W. Lưu ý giúp em là phụ kiện này là phụ kiện zin nha, và đặc biệt phụ kiện này là phụ kiện mới hoàn toàn 100%. Đấy. Bản Coca-Cola cũng như là bản kia thì nó cũng sẽ giống nhau thôi, nó chỉ khác nhau ở cái bên ngoài thôi. Bản Coca-Cola thì nó sẽ là bản đặc biệt nha, và lưu ý giúp em có Realme 10 Pro phiên bản 5G á, thì bên em nó sẽ là bản 3 mắt cam, tức là nó sẽ có hai bản, một bản sẽ là hai mắt cam và một bản sẽ là ba mắt cam. Bản 3 mắt cam này sẽ nó sẽ cao tiền hơn cái bản hai mắt cam nha, tức là cái độ phân giải camera của nó sẽ thêm cho mình một cái khẩu độ là 1.8, tức là cái khẩu độ này nó sẽ lên là 5 megapixel và nó sẽ tăng cho mình là 1.8, tức là cái khẩu độ sâu ấy, cái độ sâu của nó sẽ lên cho mình là 1.8 nha. Còn camera chính dòng này thì nó vẫn vậy thôi, camera chính của nó sẽ lên đó là 108 megapixel và camera phụ của nó chỉ có 2 megapixel thôi đấy. Cái bản cam 3 cam này nó sẽ tăng cho mình thêm một con mắt cam để tăng cái độ sâu lên đó là 1.8, khẩu độ 1.8, và mê của nó sẽ được là 5 megapixel nha mọi người nha. Cái đó là chỉ là cái camera góc rộng thôi, chứ còn thực chất thì nó cũng không có, thực chất là mình chụp ảnh thì mình ít khi mình sử dụng cái camera góc rộng.
Dòng này thì màn hình của nó sẽ được là 6.7.2 inch nha mọi người nha, nhưng mà cái độ hiển thị chính xác của nó nếu mà mình đo trực tiếp thì ở đây nó sẽ là 6.5.9, thì nó sẽ tương đương khoảng tầm 6.6 ấy mọi người. Đấy. 6.6 nó sẽ tương đương khoảng tầm đấy, nói chung là cỡ cái mức này là khá là to rồi. Đấy, cỡ mức này thì khá là to. Con này được cái là nó thiết kế cái hiển thị của nó là tràn viền luôn hai bên, chỉ có cái phần dưới này nó hơi dày một tí thôi nha. Nhưng mà tất cả những cái dòng Realme thì em thấy là con này về cái độ hiển thị, tức là về cái độ mà tràn viền của nó gọi là đỉnh nhất nha. Đấy. Độ phân giải của nó sẽ là Full HD, chip thì sẽ là chip Snapdragon 695 5G nha mọi người nha. Con này sẽ hỗ trợ 5G. Cảm biến vân tay thì tích hợp trong nút nguồn luôn nha. Đây hai bảng màu. Thì điều là chỉ nó cùng một cấu hình thôi, cho nên em chỉ giới thiệu một máy thôi nha, cùng một cấu hình full box giống như nhau, nó chỉ khác nhau là mỗi bảng là nó chênh lệch nhau là 130 ngàn nha. Dòng này thì nó sẽ là RAM 6, cây RAM 6 và bộ nhớ sẽ là 128GB nha, RAM 6 và bộ nhớ sẽ là 128GB. Camera sau thì sẽ lên đó là 108 MP cho camera chính. Pin thì sẽ được là 5000, hỗ trợ sạc nhanh 33W và sạc đó nó đã có sẵn trong hộp rồi nha. Cái độ tinh chỉnh ánh sáng con này thì thực chất khi mình sử dụng chỉ cần nửa ánh sáng thôi, nửa cây ánh sáng thôi. Tại vì dòng này cái độ sắc nét của nó khá là cao ấy. Em thấy cái độ tinh chỉnh ánh sáng của nó rất là cao nha. Mình sẽ vào giới thiệu của máy nè. Đấy. Redmi Note 10 Pro 5G nè, bộ nhớ sẽ là 128GB nha. Dòng này thì sẽ có một cái bảng nữa, đó là nó sẽ lên được bộ nhớ 256GB. Nhưng mà bảng đấy thì bên em không về được nha. Đấy. RAM thì sẽ là RAM 6 cộng 5 thì tương đương khoảng tầm RAM 11GB, mình cứ cho nó là RAM 6GB thôi. Còn cây này RAM 5GB này thực chất không cần thiết đâu, tại vì mình sử dụng không bao giờ hết được 6 cây RAM của nó. Android của nó mặc định nó sẽ lên sẵn cho mình đó là Android 13 nha mọi người nha, mặc định của nó luôn sẽ là Android 13 rồi. Đấy. Sử dụng là hai SIM nha mọi người nha. Pin 5000, nói chung những dòng này là cấu hình khá là cao ấy. Với mức giá 3 triệu 6 thì em thấy là những con này bây giờ cấu hình của nó là cực kỳ ok luôn. Đấy, cực kỳ ok luôn nha mọi người nha. Sử dụng như là chơi game, quay phim, chụp ảnh này kia nọ thì thoải mái hết, tại vì 108 MP cho camera thì cũng cũng quá quá là rõ nét nha. Đây là cái mức ở camera trước, và khi mình chuyển cái mức cam á thì nó sẽ cho mình một cái góc AI này nè, cái góc trên cái chữ AI này nè, nó sẽ chuyển cho mình lên cái mắt cam, nó sẽ sáng lên. Đấy. Cam trước cũng rất là rõ nét nha mọi người nha. Nói chung là dòng này về camera thì không có điểm trừ nha. Về camera thì như em thôi thì em thấy là không có điểm trừ. Với mức giá là 3 triệu 6 và 3 triệu 470 ngàn nha. Đây mình lên luôn với Redmi Note 10 CE. Dòng này thì hiện tại bên em về sẽ nó vẫn sẽ đủ hai mã màu cho mình luôn. Đó là mã màu xám và mã màu đen. Thì em sẽ lấy phù hợp ra luôn ha. Đầu tiên mình sẽ đến với cây màu đen trước nè. Bên trong của nó thì nó sẽ gồm có một chiếc ốp lưng. Đây là một chiếc ốp lưng bên hãng người ta tặng nha, và kèm theo một que lấy sim. Dòng này nó không có seal bên ngoài là lý do những dòng máy Nhật này, đây là dòng máy mới hoàn toàn 100% máy Nhật nha mọi người nha. Khi về mặc định nó sẽ không có tiếng Việt đâu, và bên em phải khui ra, tức là bên em sẽ chạy cái chương trình tiếng Việt vào. Những con này thì nó là máy mới hoàn toàn 100% nha. Đấy, mình chạy full tiếng Việt vào luôn thì tất tất tần tật, tức là mọi người có thể là sử dụng gọi là full tiếng Việt, mình bao reset tất cả các kiểu luôn. Đấy. Máy mới những dòng này thì nó không có bất kỳ món phụ kiện nào đâu, nó chỉ có cái ốp lưng và que lấy sim trong hộp thôi. Bên em sẽ tặng kèm cho quý khách hàng đó là một bộ sạc nhanh 33W của Xiaomi, tức là cái bộ sạc của nó nha mọi người nha, sẽ tặng kèm đó là một bộ sạc 33W luôn. Dòng này thì mình sẽ được bảo hành là một năm nha mọi người, dòng này thì riêng dòng này sẽ được bảo hành một năm, và dòng này thì nó chuẩn kháng nước IP86 luôn, tức là nó sẽ chuẩn cái trình kháng nước cho mình luôn. Đấy. Dòng này thì mình có thể là bao thả nước cho mọi người nha. Nói chung là trên thông số trên hãng là nó bao thả nước, cái độ sâu là dưới 5 mét. Đấy. Nó là máy mới nguyên zin nha. Tình trạng thì em đã kích hoạt sẵn cho mọi người rồi, chạy full 100% tiếng Việt luôn. Tức là khi mình về là không có cần cài thêm bất kỳ món gì hết, tại vì ở đây em đã cập nhật sẵn hết rồi. Đấy. Tiếng Việt là full 100% nha. Máy mới được bảo hành chính hãng là một năm. Nhưng mà thực chất thì những cái máy Nhật này thì bảo hành trực tiếp bên cửa hàng em thôi, chứ mọi người gửi về bên Nhật thì nó cũng hơi khó đúng không ạ? Nhưng mà trực tiếp bảo hành bên em thôi. Những dòng này em làm từ lúc mà nó mới ra mắt rồi đến thời điểm bây giờ thì không có một cái máy nào lỗi hết, trừ khi là hay bể màn hình hay này kia nọ thôi. Đấy. Dòng này thì cái video mà nó khi nó ra cái thông số thì nó sẽ bao cho mình là thả nước, tức là bao cho khách hàng thả nước luôn. Đấy. Nhưng mà ở đây thì em vẫn không khuyến khích mọi người thả vào nước. Thả vào nước nhiều khi là vì lý do mình đi mưa đi bụi vô tình mình bị rớt vào nước thôi, chứ còn thật chất cầm một con máy mà thả vào nước thì những cái chân sạc này, những cái loa mic này, nó chắc chắn nó sẽ bị vào nước trong một thời gian nhất định nào đấy, nó sẽ cũng sẽ ảnh hưởng đến máy, chắc cú là như vậy luôn nha.
Và về dòng này thì RAM của nó sẽ là RAM 4 cộng 1 rồi, cây RAM thì sẽ là RAM 4 cộng 1 nha. Đấy. Bộ nhớ của nó sẽ là 64 GB, nó vẫn sử dụng dòng này thì nó vẫn sử dụng được cái sóng 5G, tức là nó mặc định nó đã lên được 5G rồi. Đây. Redmi Note 10 CE phiên bản 5G. Dòng này thì phía sau của nó sẽ gồm có 3 camera. Camera chính của nó sẽ lên đó là 48 megapixel nha. Đấy, pin thì được là 4800, nói chung là chế độ tích hợp siêu tiết kiệm pin vào trong máy luôn. Đấy. Dòng Realme và Redmi thì như mọi người biết thì cái về cái độ trâu bò của pin cũng như là cái độ nhanh nhạy trên khi lên mạng thì nó rất là ok từ hồi trước đến giờ luôn, từ lúc sản xuất ra đến giờ luôn. Những dòng này và những cái dòng Huawei thì nó từ trước giờ luôn. Đấy. Camera này 48 megapixel, pin là 4800. Đây là mức camera trước nha. Đấy. Rất là đẹp nha mọi người nha. Đấy, rất là đẹp luôn ha. Với mức giá bên em đang bán ra những con này thì sẽ là 2.450.000. Dòng này thì nó chỉ sử dụng là một sim thôi nha mọi người nha, sử dụng một sim. Lưu ý giùm em là máy mới hoàn toàn 100% nha, thiết kế rất là đẹp. Em kết nhất cái con này là cái khung camera và đèn flash kép ở đây nha. Nó sẽ có hai mã màu xám và mã màu đen. Sử dụng là một sim, cấu hình 5G nha mọi người nha. Cấu hình 5G mà chưa đến 2.500.000 thì em nghĩ là ở đây mà còn được pin 4800 mà máy mới được bảo hành 1 năm nữa thì những dòng này là mình nên cân nhắc. Đấy. Những con này thì còn những con chip đời mới của nó thì có thể là chơi game chơi đồ là ok hết nha mọi người nha, Liên Quân Mobile hay là này kia nọ thoải mái hết nha. Tại vì chip của nó sẽ là chip Snapdragon và cấu hình sẽ là cấu hình 5G, mặc định nó sẽ là cấu hình 5G. Cho nên là những con chip đời mới của nó có thể là chơi game ở cái mức gọi là ok nhất. Đấy, tầm khá chứ không phải là tầm thấp đâu nha mọi người nha. Tiếp đến thì mình sẽ vào những cái dòng máy máy mà bên em vừa về đi ha. Ở đây thì đầu tiên mình sẽ đến với những cái con máy mà em thu được của khách đi. Ở đây thì em sẽ có thu được một cây iPad mini. Đây là một cây mini 2 nha mọi người nha. Cây này là hàng em thu được của khách. Thì khách gửi qua điện thoại thì cây này em thu được ha. Cây này là mini 2 bản wifi 16GB. Thì hiện tại những cây này những cái chức năng như là Zalo, Facebook, YouTube này kia nọ nó hoạt động ok và nó chỉ sử dụng wifi thôi nha. Nó không sử dụng những cái tác vụ như là 4G này kia nọ nha mọi người nha, chỉ sử dụng wifi thôi. Thì cây này hiện tại nó là bản 16GB nè. Đấy. Thì bên em không dính bất kỳ tài khoản nha mọi người nha, đặc biệt là ở đây không dính tài khoản nha. Nó là bản Mỹ iPad mini 2. Phiên bản iOS của nó hiện tại lên được iOS là 12.5.7. Đấy. Đây. Chi tiết con máy này là máy đẹp nha mọi người nha. Chi tiết con máy là này là máy đẹp luôn. Đấy. Ở đây thì là nó sẽ in một cái dòng logo của cái trường học. Như cái lô này mọi người nếu mà theo dõi kênh của em từ trước đến giờ sẽ biết được là cái lô này cách đây khoảng tầm 3-4 tháng gì đấy là bên em có chia được ở trường một cái trường học có đợt mùa Covid ấy là chia được từ cái trường học đấy. Tại vì cái cho nên là người ta sẽ in một cái logo của trường học ở đây nè. Đấy. Cái lô này là lô máy zin luôn. Zin nguyên luôn. Pin con này thì nó sẽ còn được là 83% nha. Con này thì em bán ra thanh lý cho mọi người lại chỉ có mức giá là 1.300.000 thôi. Đấy, chỉ có một máy thôi nha. Dòng này thì cấu hình cơ bản của nó thì mọi người cứ gõ chữ iPad mini 2 thì nó sẽ ra liền nha. Đấy. Ví dụ như tất cả những cái tác vụ em bao full hết nha. Những con này về ví dụ như là thực hiện video call cho những cái tác vụ như là Facebook này kia nọ thì vẫn thực hiện ok hết nha mọi người nha. Đấy. Thực hiện video call này kia nọ là thoải mái luôn. Ví dụ như ở đây mình sẽ test luôn cái camera cho mọi người xem. Đấy. Nếu như quý khách hàng lấy thêm phụ kiện thì cứ cộng giúp em là 100.000 thôi. Còn lại là nếu mà lấy máy trần thì chỉ với 1.300.000 thôi nha mọi người nha. Đó là iPad mini 2 ha. Một cái lô iPhone XR như mọi người thấy ở đây thì iPhone XR bên em về nè. XR thì ngày hôm nay nó về thêm được những cái mã màu như là mã màu vàng, mã màu đen. Đấy. Và mã màu đỏ nữa nha. Đấy, đây là iPhone XR. XR bên em thì đồng loạt tất tần tật nó đều là máy quốc tế chuẩn hết nha. Dòng này thì bên em là máy quốc tế chuẩn 100%. Với mức giá hiện tại bên em nó sẽ là 5.200.000. Đấy, 5.200.000 cho những con máy này. Pin thì em sẽ bao cho mọi người là pin tất tần tật là trên 80% hết nha. Phụ kiện bên em bán ra thì sẽ tặng kèm cho quý khách hàng như là một bộ sạc nè, kèm theo là một cường lực nano nè, kèm theo nữa là một chiếc ốp lưng nha mọi người nha. Đấy, sạc cáp ốp lưng vật lực máy thì em sẽ bao full chuẩn hết nha. Nói chung là pin thì sẽ được bao là trên 80% và đây là pin zin theo máy nha, pin zin theo máy nha. Máy em sẽ bao cho mọi người là nguyên zin hết bản 64GB, tất tần tật đều là bản Nhật, máy quốc tế chuẩn nha. Tất cả em vừa lên iOS 16 cho quý khách hàng luôn. Đấy. iPhone XR nha, từ XR trở lên thì sử dụng là hai sim, một e sim và một micro sim nha mọi người nha. Đấy.
tất cả những chức năng như là Face ID này kia nọ này thoải mái nha mọi người nha, nói chung là vô tư hết. Màn thì em sẽ bao là màn zin hết, tua tông đầy đủ nha. Đấy, những con này về quay phim chụp ảnh thì khỏi chê rồi, nói chung là từ cái thời của XR thì nó cũng khá là ok luôn. Những dòng này là cấu hình cao chứ không phải là cấu hình thấp nha. Đấy, cam trước cam sau hoạt động là gọi là cực kỳ mượt mà hết nha. Đó là iPhone XR nha. Tất cả bảng màu bên em thì đều đồng giá, thì nó sẽ là màu vàng, màu trắng, màu đen cũng như là màu đỏ thì nó đều đồng giá nha. Hàng này thì nó vẫn sẽ có những cái điểm trầy xước nhỏ nhỏ nhỏ, tại vì ở đây nó không phải là hàng đẹp gen nha. Hàng như như là hàng 99 thì nó có thể là đánh đồng vào khoảng tầm 98% so với 99 nha. Nó vẫn sẽ có những cái phe phẩy xước xước nhẹ nhẹ một tí thôi. Tại vì dòng này nó cũng ra mắt được vài năm cho nên là những nếu như mà yêu cầu đẹp như mới thì có thể là không có được nha mọi người nha. Đẹp như mới thì chắc chắc cú rồi thì sẽ không có được. Đấy. Ở đây thì đặc biệt những cái dòng này nè, nếu như quý khách hàng không lấy phụ kiện á thì phụ kiện của nó sẽ gồm có một bộ sạc cáp, một ốp lưng và cần lực, thì ở đây thì em sẽ đánh đồng cho mọi người đó là 120 ngàn cho phụ kiện nha. Em sẽ đánh đồng là 120 ngàn, tức là mình không lấy phụ kiện, mình chỉ lấy máy thôi. Đấy. Thì phụ cái những cái combo phụ kiện như này thì bên em chỉ đánh đồng cho quý khách hàng thôi, thì thực chất ở đây thì em tặng. Còn nếu như những khách hàng mà không cần thiết thì em vẫn sẽ trừ tiền ra, em sẽ vẫn sẽ hỗ trợ trừ ra 120 ngàn nha. Ở đây thì mình sẽ có tiếp tục có một cái lô Samsung Note 9. Ở đây thì em sẽ có tiếp tục một cái lô Samsung Note 9 giá rẻ nữa. Những cái lô này á, thì nó tức là hàng lỗi bút, tức là cây bút của nó không hoạt động Bluetooth nha. Như mọi người có thể theo dõi kênh của em thì sẽ biết được những cái lô máy này. Thì đợt vừa rồi thì em sẽ có được một ít, nhưng mà đợt vừa rồi em đang tạm hết rồi, đợt này thì em mới về thêm được đây. Tất cả những con máy này em sẽ bao cho mọi người là men zin màng zin hết. Tình trạng máy thì em đánh đồng là khoảng tầm 97-98% thôi. Đấy, 97-98%, nhưng tất tần tật đều là thay bút nha. Những con này cái bút đều đã được thay rồi nha mọi người nha. Tức là khi mình thay á, là cái bút này nó không có chụp ảnh từ xa được. Đấy, nhưng mà cái chức năng mà chụp ảnh từ xa trên cái nền tảng cái bút của Samsung á, thì thường như là 1.000 khách chỉ có một khách sử dụng thôi. Đấy, gần như là như vậy luôn. Những con này thì em sẽ bao cho mọi người là men zin màng zin màng zin sáng đẹp hết nha. Đấy, còn chỉ có cái bút này là từng thay nè mọi người. Đấy, cái bút này là từng thay nha. Cái bút này nó vẫn cảm ứng hay là nó vẫn hoạt động bình thường tất tần tật tất cả các tác vụ hết, nhưng mà chỉ mỗi tội là cái Bluetooth của cái bút với cái máy nó bị lỗi thôi. Còn riêng Bluetooth trên máy, ví dụ như mọi người bắn hình ảnh này kia nọ thì nó không ảnh hưởng gì nha. Cái này lỗi là lỗi trên cây bút này thôi, Bluetooth của cây bút thôi, chứ còn Bluetooth của máy thì vẫn hoạt động bình thường. Đấy. Tại vì có nhiều khách tưởng là lỗi Bluetooth thì thành ra là Bluetooth trên máy, nhưng mà không phải nha, Bluetooth là của cây bút này thôi. Đấy, tại vì cây bút nhà mình đã thay rồi. Còn lại máy thì em sẽ bao full hết nha, em có màu đen, màu tím cũng như là màu titan. Đấy. Thì đồng giá những con này thì đồng giá với mức giá hiện tại bây giờ sẽ là 3 triệu 800 ngàn nha mọi người nha, 3 triệu 800 ngàn. Với mức giá này quý khách hàng vẫn sẽ có phụ kiện kèm theo như là một ốp lưng, một miếng dán màn hình và một bộ sạc nhanh nha. Bộ sạc ở đây thì tất tần tật sạc Samsung bên em sẽ đều tặng là sạc Aromax 18W, sạc của Samsung Việt Nam nha. Đấy, em sẽ tặng sạc là sạc 18W hết. Đó là sạc nhanh, những dòng sạc nhanh thì bên em sẽ tương thích và là sạc nhanh hết. Và một cái dòng máy nữa thì như ở đây thì em sẽ có được một cái cây S20FE. Ở đây là một cây S20FE, cây này là hàng đẹp keng luôn. Và tại sao cây này nó là đẹp hàng keng thì cây này nó là hàng lên lưng mới nha. Cái nắp lưng này nè, nó là thay mới rồi nha. Và cái nắp lưng này là chính bên em thay cho nên là quý khách hàng cứ yên tâm. Máy em vẫn sẽ bao cho mọi người là chưa đụng chạm gì tới con ốc luôn, tức là chỉ thay cái nắp lưng phía sau này thôi. Còn con ốc trong máy vẫn chưa vặn luôn nha mọi người nha, chưa vặn gì con ốc luôn. Chỉ có thay cái nắp lưng phía sau thôi. Tại vì cái nắp lưng phía sau này nó hơi bị trầy xước khá là nhiều. Đấy, cái nắp lưng cũ của nó trầy xước khá là nhiều. Cho nên là bên em quyết định là thay luôn, thay mới luôn cái nắp lưng nha. Con này thì em bán ra đầy đủ phụ kiện chỉ với giá là 4 triệu mốt thôi. Và nó là hàng đẹp keng, con này có thể đánh đồng cho mọi người là đẹp khoảng tầm 99% nha. Phụ kiện vẫn đầy đủ luôn ha, phụ kiện thì vẫn đầy đủ. S20FE. Con này là bản Mỹ nha mọi người, S20FE thì sẽ chạy là một SIM, S20FE 5G nó sẽ chạy là một SIM. RAM thì sẽ là RAM 6GB và bộ nhớ của nó sẽ lên đó là 128GB. Cây RAM ảo của nó sẽ lên được 6GB RAM ảo nha, thì tương đương khoảng 5 RAM 12. Dòng này thì camera này kia nọ thì đẹp hết, nói chung là tất tần tật em bao full chức năng 100%. Chỉ có mỗi tội là cái nắp lưng này là thay thôi, nhưng mà nắp lưng này là chính bên em thay luôn cho nên em mới dám cam kết là chưa đụng con ốc luôn nha mọi người nha. Đấy, chỉ có thay cái nắp lưng phía sau thôi, không ảnh hưởng gì đến máy cả.
kể cả là thay nắp lưng tính ra là nó đẹp hơn những con nắp lưng zin luôn ấy. Giống như là 4 triệu 1 nó còn cao hơn cái con nắp lưng zin này. Đây là một con nắp lưng zin tình trạng có trầy xước ha, chỉ với mức giá là 4 triệu 050 ngàn thôi, rẻ hơn con đó 50 ngàn luôn. Chế độ bảo hành thì vẫn sẽ là như nhau, tại vì bên em không có đụng chạm gì bên trong, nói chung là vẫn bao men zin màng zin, cho nên là chất lượng em vẫn sẽ bảo hành như nhau cả nha. Những cái dòng máy giá rẻ hơn nữa như là những cái dòng thay sữa nhẹ nhẹ này thì em sẽ nhường cho cái video tiếp theo ở đây, tại vì thực chất là lên một cái video thì nó giới thiệu một con máy thì nó quá lâu, có nhiều khách hàng thì cũng thích để giới thiệu chi tiết, có nhiều khách hàng thì không thích, thì những khách hàng không thích thì có thể là mình bấm nhân hai video để có thể là chạy nhanh hơn qua cái đoạn em giới thiệu nha, tức là những cái đoạn mà mọi người không cần thiết ấy. Đấy. À, và về những cái dòng Redmi Realme 10 Pro này nè, thì bên em có về chung được một cây RAM 8 nha mọi người nha. Đây là về chung mua được một cây RAM 8GB, bộ nhớ 128GB. Tức là nó sẽ là cái bản RAM của nó sẽ là RAM 8, nó sẽ cao hơn những con này là 2GB RAM nha. Đấy, bản RAM 8 thì mọi người thấy cái màu trắng của nó khá là đẹp. Nó làm theo kiểu sọc caro á mọi người. Đấy, kiểu sọc caro nó bao trọn nguyên một con máy luôn. Đấy, cái kiểu này làm khá là đẹp ha. RAM thì sẽ là RAM 8GB nha mọi người nha. RAM 8GB và bộ nhớ của nó sẽ vẫn sẽ là 128GB. Những cây RAM 8 này nó là cái bản cao rồi, thì hiện tại bây giờ nó sẽ mức giá sẽ là 3 triệu 7 nha mọi người nha. 3 triệu 7 RAM 8GB và bộ nhớ 128GB. Cây này thì gần như là hàng mới luôn nha mọi người nha. Cây này gần như hàng mới luôn. Cây này nếu mà đánh đồng một lô thì ở đây có thể là đánh đồng như hàng mới luôn nha mọi người nha. Nó sót đúng một máy thôi, về chụp đúng một cây thôi. Đấy. Dạ rồi, em xin phép được kết thúc video trưa hôm nay ở đây. Quý khách hàng mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại giúp em, đó là 0971172105. Bên em thì hoạt động từ 7:30 sáng cho đến 8:30 tối nha. Nhiều khi là tin nhắn bên Zalo bên em không có trả lời kịp ấy, thì quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại giúp em. Dạ rồi, một lần nữa em xin được cảm ơn tất cả quý khách hàng đã dành thời gian xem video trưa nay của em. Mọi người muốn xem lại những cái video cũ thì có thể bấm vào nút đăng ký kênh nha.